Kính thưa các bạn, con Yamaha Bass dòng trợ lực thể thao. Con này thì là khung sườn nhôm. Cấu hình của nó là 7 lít tầng. Nó sử dụng cái máy và cái khiển của dòng đời cao của Yamaha. Phục hồi trước, giảm sốc. Và dàn bánh của nó là dàn bánh dạng thể thao, bánh rất nhỏ gọn. Con này nếu mà là mình thì mình sẽ đưa nó lên tay ga thì nó chạy thôi rồi. Nói về tốc độ là nó thứ nhất, phục hồi, thắng dĩa và đi dàn clip ngoài thì đi tốc độ những con này là sướng cực kỳ. Nhưng mà mình vẫn để cho lực zin. Còn khi khách hàng có nhu cầu lên tay ga cho dòng thể thao này thì thôi, mình sẽ cho lên và chạy cực kỳ sướng con này. Cặp càng kháng nhôm, huy động bông tầng nhôm, chuông và tay bấm xả tăng và giảm số, tăng và giảm lip, sử dụng dàn tay bấm xả. Logo của Bragaton, dàn phục hồi của nó đi giảm sốc cực kỳ sướng qua ổ gà về trắng bùng, cũng dàn thể thao. Bộ thắng dĩa của nó và cái cốt của nó gọi là cốt bẻ bẻ lắp cái là bọc 23 đã ra, dạng xe đua xe thể thao là nó vậy. Đùm trước và các bạn coi cái dàn bánh của nó đây, 26125 Panasonic 26125 Made in Japan. Các bạn thấy không, cái bánh nó rất là nhỏ, đâm ra nó bám đường rất ít và đi tốc độ rất là nhanh. Bộ thắng đĩa của Shimano, niềng nhôm của Shimano và cầm inox. Mở đèn, sử dụng một led một dạng thể thao, sáng cực kỳ. Dàn tem zin của Bragaton, gá nhôm dùng để gá bình nước. Dàn đồ nhựa cũng chưa bể nha các bạn. Dàn tem zin của nó và dàn cốc yên của nó, cốc yên nhôm. Các bạn có thể bẻ ra tăng chiều cao lên và xuống. Cái dòng yên của nó cũng vậy, các bạn có thể giật lùi và tăng về phía trước. Muốn chồm người thì tăng về phía trước, muốn đứng người lên xíu thì dồn yên về phía trước. Và cái dạng yên thể thao, cái dạng yên này là hôm mình bó tay, cái đít mình hơi to lắm ra ngồi nó, cái vẻ là hơi nhỏ. Ba ga nhôm đồ mới nha các bạn, ba ga nhôm này đồ mới. Và mình sẽ tự lắp cho một cái đèn cảm ứng về đêm, rung lắc nó mới nha, nó mới sáng thôi, ban ngày nó không có sáng. Về đêm đi rung lắc thì nó mới sáng, để cho xe sau nó cảnh báo xe sau. Dàn bánh sau của Panasonic Made in Japan vẫn là niềng nhôm. Đây là bộ kích câm, nó sẽ báo km/h cho các bạn qua cái bộ này. Đùm Shimano, dàn kim trong, dạng lip tầng của Shimano, cụ đề cũng của Shimano. Như con này các bạn thấy đi lip ngoài á,
nó đi tốc độ rất nhanh, và đi những vòng nếu mà được đưa lên tay ga nữa là thì chạy thôi rồi. Mình im xe băng. Nói về tốc độ là nói với con này. Cắt te, dìn chưa bể. Trong đây vẫn là bộ tăng sên tự động. Giò nhôm, bàn đạp nhôm. Và để dành riêng về chơi lực thì mình sẽ tặng kèm theo con này một cục pin rời, một đế sạc zin là bắt buộc phải có theo xe, một cục pin zin là phải có theo xe, và mình sẽ tặng kèm theo một cục pin để anh em đi xa, đi đường xa. Lốc máy nhôm. Và theo cái hiển thị báo của đồng hồ, 100% pin ở tốc độ trợ lực thấp nhất nó cho các bạn chạy 32 cây, tăng tốc độ trợ lực còn 22, tăng tiếp tốc độ trợ lực còn 19 cây. Đèn nguồn, tay bấm xả. Riêng con này nếu anh chị em có nhu cầu lên tay ga, khi đã thuộc về anh chị em có nhu cầu lên tay ga, mình sẽ cho đóng một cục pin 12A tương đương khoảng tầm 50 cây số để chạy tay ga. Con này mình chạy tay ga là cực kỳ sướng, rất tiếc nó không phải của mình. Thì làm ra mình sẽ để nguyên bản của nó. Chứ nếu nó là của mình thì mình sẽ cho nó lên tay ga. Và đi cực kỳ sướng dòng này, dòng clip ngoài. Mình sẽ test cái phần cơ và phần máy của xe. Xe hoàn toàn không có điện nha các bạn. Khá nặng. Đang ở clip nhỏ. Xả. Xả. Các bạn khi các bạn xả thì các bạn bấm vô cái nút gọi là bấm xả là nó. Các bạn thấy đi xuống như đường dằn, nó đỡ cái sốc cái tay vô cái phuộc. Xả. Xả. Và ở chế độ nhẹ nhất các bạn thấy đạp rất nhẹ, đạp liên tục. Rồi muốn tăng clip, bấm nút tay chỏ, bấm đổi clip ở dưới rồi đó, chân nặng hơn, đổi clip, đổi clip, chân đợt này là khá nặng, đổi clip, và càng lúc càng nặng. Mình đang đi ngược gió nó khá nặng, quay đầu ra. Đó là phần cơ không, chưa hề có máy móc gì hết. Với phần cơ này không thì các bạn có thể chạy như một chiếc xe đạp cuộc bình thường. Tốc độ bánh các bạn thấy khá nhỏ, độ bám đường rất ít cho các bạn lướt. Điện, chế độ trợ lực thấp nhất cho các bạn chạy 32 cây, tăng còn 22, tăng còn 19 km/h và 100% pin. Đèn phía trước và nguồn. Các bạn thấy mình vừa đó, các bạn thấy mình vừa mới kê chân lên là nó đã đẩy mình đi, quản lý không kịp cổ lái rồi. Các bạn thấy không? Xả clip cho tốc độ nặng nhất để cho mình chạy các bạn, cho các bạn thấy. Với tốc độ mạnh nhất này thì chân thời điểm này nó cũng không nặng. Các bạn thấy đi tốc độ khá nhanh do nó đi phần clip ngoài. Bây giờ mình nói con này mà đưa lên tay ga là chạy là như vậy, sướng là như vậy. Giảm clip. Giảm clip. Giảm clip. Và trở lại nhẹ bình thường. Đi thể dục thôi. Còn muốn đi nhanh thì cứ tăng clip nhỏ mà đi. Giảm clip. Lúc này thì đạp quá nhẹ rồi, không còn cảm giác cái chân nữa, bắt buộc phải tăng clip lên. Còn các bạn không thích thì các bạn cứ tắt máy, đạp như chiếc xe đạp. Trợ lực là như vậy.
Ây da. Các bạn, mình leo dốc không? Mình leo quay cỏ cho các bạn thấy. Bãi cỏ nó không là gì nữa. Bãi cỏ khá dày các bạn ơi. Là mình đạp rất nhẹ nhàng. Do máy nó đẩy hết rồi. Ui ui ui. Đạp rất nhẹ nhàng. Quá mệt. Giờ mình không thể dục quen nên ra mình đạp những dòng tour đình này đi tốc độ nhanh khá mệt đối với mình. Rồi thôi, chào các bạn. Các bạn muốn tham khảo tư vấn gì đó 0909 775445. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.